clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Cổ phiếu VinFast bốc đầu tăng 51% sau khi nhận đặt cọc mẫu VF3. Vốn hóa của VinFast qua đó cũng quay trở lại trên mức 10 tỷ USD. Từ ngày 13 tháng 5, VinFast đã chính thức nhận cọc mẫu xe điện mini VF3. Cụ thể, từ 6 giờ ngày 13 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 5, VinFast VF3 có mức giá ưu đãi 235 triệu đồng một xe, chưa bao gồm pin, và 315 triệu đồng một xe kèm pin. Sau thời gian trên, giá bán của VF3 được điều chỉnh lần lượt là 240 triệu đồng một xe đối với thuê pin và 322 triệu đồng một xe kèm pin cho 4 màu ngoại thất cơ bản. Đến tối ngày 13 tháng 5 theo giờ Việt Nam, cổ phiếu VFS trên sàn chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch và ghi nhận một trong những phiên bùng nổ nhất từ sau khi lên sàn. VFS chốt phiên ở mức 4,56 USD, tăng 51,5% so với cuối tuần trước. Mức giá này vẫn thấp hơn gần 40% so với đầu năm, nhưng so với đáy vào cuối tháng 4 thì VFS đã phục hồi gấp đôi. Ở mức giá này thì vốn hóa của VinFast quay trở lại trên mức 10 tỷ USD, đạt 10,66 tỷ USD, ngang ngửa với hai thương hiệu xe điện khác là NIO 11,7 tỷ USD và Rivian 10,84 tỷ USD. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.